Hi, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Một thời gian rất lâu rồi thì mình mới có mặt ở đây để mà trò chuyện với anh em và mang lại cho anh em cái series rất là lâu rồi mới xuất hiện lại trên kênh của mình ha. Đó chính là Brand Battle và hai sản phẩm mà mình chọn cho cái cuộc thi đấu ngày hôm nay đó chính là Travel Hub Luna và Rusty Lab Clay Watch, là hai con sáp vuốt tóc cùng phân khúc cạnh tranh nhau rất gay gắt trên thị trường hiện tại. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với đầu tiên, xét về phần thiết kế thì mình sẽ cho cả hai sản phẩm này một điểm cộng nha. Bởi vì cá nhân mình là fan của những cái thiết kế dạng hộp nhựa như thế này, mà dạng hộp tròn như thế này rất là tiện lợi cho anh em có thể mang đi đâu đó mà không có lo bị cái vấn đề cấn mớp hay là rơi vỡ như là hũ thủy tinh. Một điểm quan trọng nữa là hũ bằng nhựa thì bảo quản sản phẩm bên trong sẽ tốt hơn so với những hũ kim loại hay là thủy tinh, sẽ rất là dễ bị lọt không khí vào trong này, làm cho sản phẩm của anh em nhanh hư hơn là những cái hũ nhựa như thế này ha. Thì cá nhân mình không phải là fan của cả hai mùi này luôn anh em. Bởi vì mùi của Luna nó sẽ hơi giống vani một tí xíu, nhưng mà mình ngửi đâu đó đây là một cái mùi nó gần giống với đồ ăn, mà cụ thể ở đây là bánh ngọt các bạn. Thì ngửi thì nó rất là thơm, rất là nịnh mũi. Tuy nhiên một cái mùi như vậy mà xuất hiện trên một sản phẩm mỹ phẩm nam á, thì mình nghĩ là nó sẽ không phù hợp cho lắm. Bên Rusty Lab Clay Watch thì đây là một cái mùi mình ngửi ra nó giống như một cái loại mỹ phẩm nữ á. Nó giống như là những cái thể loại kem mà trị mụn dành cho nữ vậy đó. Cho nên mình nghĩ đây cũng không phải là một cái mùi mà mình thích lắm. Không biết các bạn như thế nào thôi, tại vì vấn đề mùi đó là gu của mỗi người. Tuy nhiên đối với cá nhân mình á, thì mình sẽ cho một điểm trừ ở cả hai sản phẩm này trong cái hạng mục mùi hương ha. Về hiệu năng giữ nếp thì mình đánh giá Rusty Lab Clay Watch sẽ có phần nhỉnh hơn một tí xíu. Tuy nhiên thì trong thực tế sử dụng hàng ngày thì cái sự chênh lệch này nó không quá đáng kể, và anh em cũng rất khó để có thể nhận ra và phân biệt được. Cho nên là mình sẽ cho Rusty Lab một điểm cộng và Luna thì một điểm ô, chứ không phải là một điểm trừ nha. Trên thực tế thì độ giữ nếp của cả hai con sáp này sẽ dao động từ khoảng 2 cho đến Stronghold tùy chất tóc, và sẽ tối ưu nhất cho những bạn có chất tóc từ trung bình cho đến dày thì hai sản phẩm này sẽ cân được tốt nha. Về vấn đề texture thì mình sẽ cho Luna một điểm cộng và Rusty Lab một điểm ô nha. Bởi vì Luna nó sẽ cho các bạn một cái texture và dưỡng form lên rất là nhanh, đặc biệt đối với những bạn nào có những cái kiểu tóc trung bình ngắn, ví dụ như là Ivy League nè, hoặc là Crop, hoặc là Mohican nè, thì nó sẽ lên texture rất là nhiều, đẹp và rất là nhanh luôn. Và cá nhân mình nghĩ thì Travel Hub Luna là một trong những con sáp hướng khô có khả năng tạo được texture nhiều, đẹp nhất hiện tại trên thị trường. Tất nhiên là Rusty Lab cũng sẽ cho anh em những cái texture nó cũng khá là đẹp, tuy nhiên nếu mà so với Luna thì nó sẽ hơi kém hơn một tí nha. Về trải nghiệm vuốt, mình sẽ cho Luna một điểm cộng và Rusty Lab một điểm trừ. Không phải vì bản thân con sáp này vuốt riết đâu anh em, nó vuốt vẫn khá là ok. Tuy nhiên nếu đặt lên bàn cân để so sánh với Luna thì mình nghĩ Luna nó vẫn đang hơn một bậc. Mặc dù là một sản phẩm hướng khô, nhưng khi mình apply Luna lên trên tóc, mình cảm nhận ngay cái sự mượt mà của nó. Mình không hề cảm thấy bất kỳ một cái sự riết hay là làm cho tóc mình giật về phía sau hay là đứt tóc gì hết. Và nếu so với lại những sản phẩm có cái độ giữ nếp tương tự, ví dụ như là con rau trắng đi, thì Luna nó sẽ có cái trải nghiệm vuốt mượt hơn rất là nhiều. Thậm chí là mình còn không cảm nhận thấy rõ là mình đang vuốt sáp vuốt tóc lên trên tóc luôn á anh em. Và khi mình lấy 5 ngón tay, mình lùa tay lên trên tóc như thế này nè, thì nó sẽ cho mình cái cảm giác rất là mượt mà. Đây là điều mà anh em không thể nào làm được khi vuốt những con có độ rít cao, mình ví dụ như là Volcanic Clay chẳng hạn. Và trải nghiệm này của Luna là mình gợi nhớ rất nhiều đến Kevin Murphy Road Rider version 1, chính là cái sản phẩm mà hai sản phẩm này đã lấy cảm hứng. Về khoảng chống nóng bảo hiểm, điều mà anh em rất quan tâm thì mình sẽ cho cả hai sản phẩm này một điểm cộng nha. Mình rất là ấn tượng đối với cái khả năng chịu được mồ hôi và nóng bảo hiểm của hai con sáp này. Bởi vì mình không nghĩ là một sản phẩm có cái khả năng vuốt mượt mà như là Luna hay là Rusty Lab lại có cái khả năng chịu được mồ hôi tốt nhất như vậy. Và đây, mình sẽ cho anh em xem cái video mà mình đã quay sau khi mà mình đã đổi nóng bảo hiểm, chạy đâu đó giữa trời nắng khoảng tầm 11-12 giờ và về nhà. Cởi nó bảo hiểm ra để mà cho anh em thấy rõ cái hiệu năng của nó. Cởi nó bảo hiểm ra, lấy tay vuốt lên vài đường thì nó đã lên lại nếp và texture đâu đó cỡ khoảng 70-80% cái form ban đầu rồi. Và tất nhiên mình cũng có kết hợp nó với pre-style và máy sấy. Cuối cùng, về khả năng gội rửa thì mình cho cả hai sản phẩm này một điểm ô. Bởi vì xét một cách công tâm á, thì cả hai sản phẩm này nó không phải là quá khó gọi, tuy nhiên nó cũng không phải là gọi rửa một cách rất là dễ dàng nha. Sau khi anh em gọi xong thì nó sẽ còn đâu đó khoảng từ 2-3% sản phẩm còn lại ở trên tóc, nó sẽ làm cho tóc của anh em nó hơi rít và hơi keo lại một tí xíu. Tuy nhiên thì anh em có thể sử dụng dầu dưỡng hoặc là dầu xả để làm cho tóc mượt mà trở lại ha. Ok, về tổng điểm của hai sản phẩm này thì mình sẽ để ở đây cho anh em tham khảo nha.
cái chuyện thắng thua thì mình nghĩ nó không phải là quá quan trọng, bởi vì mình cũng chỉ đánh giá hai sản phẩm này dựa trên cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi. Tuy nhiên mình nghĩ đây sẽ là một cái bài tham khảo dành cho anh em trước khi mình quyết định mình xuống tiền mình mua con sáp nào trong hai con này. Theo cá nhân của mình thì đây là hai con sáp vuốt tóc rất ngon trong tầm giá, cho nên thật ra là anh em chọn sản phẩm nào thì nó cũng đều đáng giá từng xu anh em bỏ ra so với lại những giá trị mà anh em sẽ được nhận lại. Ok, và đó chính là battle rank của ngày hôm nay giữa Devil Hub Luna và Rusty Lab Lightwatch. Nếu anh em còn muốn mình so găng hai sản phẩm nào nữa thì hãy để lại comment ở phía bên dưới nha. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.